Chào tất cả nhà nhé. Đây hôm nay mùng 1 đây, mình làm tí đây mọi người, tiêu canh dê mọi người. Đấy. Đấy, làm cốc rượu hai bát tiêu dê nay mùng 1 ăn cho nó đỏ. Đấy, mời cả nhà ăn sáng, ăn trưa cùng mình nhá. Mình ăn trưa chứ không phải ăn sáng. Đây các bạn này. Đấy, rất là ngon. Rau thơm rau thiết đầy đủ. Đấy. Mời cả nhà nhá. Đây anh em ạ. Ăn đây này, mời anh em nha. Wow. Quá ngon anh em. Hôm nay mùng 1 anh em. Làm bát tiên dê cho nó đầu tháng cũng đỏ. Đúng lắm. Đây, mời anh em nha. Quán đặc sản dê người ta làm đánh có hạt dổi trước không? Rất ngon. Mời anh em nhé. Quá một mình thôi anh ạ. Thôi mình mua hai bát. Bánh tiết dê này ăn nó ngọt lắm ạ. Ăn được. Xứng đời. À, mình cứ quen ăn đầu tháng ăn bát tiết canh cho nó đỏ may mắn. Mời anh em nhé. Nhân là phải đánh đúng nhân dê đấy anh em nhé, chứ nó đánh sang thịt lợn lại các thứ vào không ạ. Mình ăn người ta đánh mình mua mang về. Chuyên người ta chuyên bán dê thì cái tiết nó chọn đúng tiết dê. Bây giờ anh em đi ăn là đôi khi có lắm nhà hàng người ta tham lợi nhuận, người ta lại mua tiết lợn của các thứ đánh. Đấy, rất ngon anh em. Cứ phải cốc rượu là nó mới trôi trôi. Đây nhỉ. Ngon lắm. Đây bây giờ ăn xong bát này. Cho tí chanh vào nhá. Tiếc là cứ ở tí chanh. Ăn vào cho nó đá đường. Ui giời đấy anh em. Còn bát này mình uống rượu nốt. Anh em đăng ký chia sẻ kênh cho mình nhé.
hẹn view sau mình sẽ làm dài hơn và đẹp hơn. Đôi khi ăn mà làm dài quá nó không hay anh ạ. Thôi mình sẽ làm ngắn gọn đấy. Đấy buổi sáng mùng 1. Ở ngày trường 1 làm 2-3 tiết dê. Rất là ngon. Xin chào nhá.